Chào anh em nha. Rất mừng khi anh em lại quay trở lại với kênh của mình. Hả? Bữa đi mình muốn làm một cái bếp nướng tự động á, có nghĩa là để cho bếp nó tự quay nguyên con gà, còn mình là chỉ việc ngồi chơi xây được thôi. Bây giờ mình sẽ tự thiết kế một cái. Anh em nhìn cái động cơ này có quen không? Rất là quen đúng không? Cái động cơ này là động cơ của trục quay của cánh quạt, trục quay của cái đầu quạt đấy, đầu quạt điện ấy. Đấy, cái này rất là khỏe và chậm, phù hợp với cái việc mà mình quay nướng các kiểu. Cái này thì anh em đến cái cửa hàng sắt vụn ấy, cái chỗ thu mua phế liệu ấy, đây đấy, mình ra chỗ phế liệu mua ba con này tổng trị giá là 10.000 đồng, 10.000 nha anh em. Đấy, để tạo nên một chiếc bếp mình chỉ cần ba cái này thôi. Còn đây là sắt, sắt này là sắt 3 ly. Ok, bây giờ thì đó và làm thôi. Quên, muốn đó chính xác thì phải có bàn thiết kế. Từ cái tấm lý này thì anh em cắt ở dưới đi trừ ra 10 phân nha. Cắt ra 10 phân thì sau cái tró của thán ấy, cái tró tan của thán ấy, mình cao nó ra nha. Mình ở đây sẽ làm một cái khóa để mở lên mở xuống cho cái nắp này. Khi mà than ở đây cháy hết lên nó sẽ lọt cái phần mùn than xuống. Và mình sẽ mở đây. Mở đây và làm một cái cao. Cao cái mùn than.
cái củ khoai thì mình bỏ về cái phần hứng hứng khoai đó, bỏ xuống một tí là nó chín.